Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình khung gập bánh 26 đến từ thương hiệu Dahon model XAA673. Là dòng xe đạp khung nhôm và được sử dụng bộ chuyển động Shimano Aciza gạt đĩa của Sram. Toàn bộ khung xe là khung nhôm các bác nhé. Một dòng xe đạp gập. Dòng xe đạp gập bánh 26 inch. Đến từ một cái thương hiệu mà nó đã gọi như là đi đầu trong cái lĩnh vực xe gập rồi, thương hiệu Dahon, thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Nó có tem USA đây. Thương hiệu Dahon, các bác mà chơi xe gập thì chắc chắn là không thể không biết đến cái thương hiệu này. Thương hiệu chuyên sản xuất xe đạp gập rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Và chiếc xe này thì có một cái cấu hình cũng rất là ngon trong tầm giá các bác nhé. Đó là Shimano Aciza với 9 tầng lít và gạt đĩa Sram. Dòng Sram X7 với 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau, đùi đạp trục rỗng. Cũng là thương hiệu Sram luôn. Một cái dòng phụ tùng của Mỹ. Zin của Mỹ rất là tốt, gần như là tốt nhất thị trường hiện nay rồi. Trên phần ghi đông thì xe được trang bị bộ tay bấm xả Shimano Atut và phanh của xe là cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Giảm sóc thì là giảm sóc dầu. Dầu thể lực giảm sóc này là zin, nguyên zin theo xe luôn và được sử dụng là sóc XCT 228 của hãng SR Sun Tour. Máy ưa thì là full nguyên zin Dahon các bác nhé, nguyên zin của hãng nhé. Và chạy xài là bi vòng bạc đạn rồi. Đấy, lốp 26 inch sử dụng quả lốp CFT. Vành này thì là vành zin theo xe rồi. Còn bộ xe là nguyên zin hết 100% các bác nhé. Đấy, máy cơ sau cũng là nguyên zin theo xe và sử dụng bi vòng bạc đạn. Lốp cũng là lốp CFT. Cái bản lốp này là 26 inch nhân với 1.95 các bác nhé. 26 inch nhân 1.95. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và em sẽ có một cái clip ngắn để hướng dẫn các bác gặp chiếc xe này lại rất là gọn. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe thì đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì size của xe phù hợp với các bác thì từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động Aciza 9 tầng lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đặt đĩa Sram đùi đạp và trục rỗng của thương hiệu Sram luôn. Thì trên thường những cái dòng cặp nó sẽ có cái nãy khóa đây, các bác mở cái này ra để cái khung này là các bác có thể gập đôi được chiếc xe này lại như thế này để các bác đi du lịch hay là
đi đâu thì có thể cho vào cúp xe rất là tiện, lôi ra đạp sử dụng. Xong khi mà các bác muốn dùng thì có thể mở khung ra, đẩy cái lắp vào, lại rất là chắc, cực kỳ là chắc chắn. Chiếc xe này có giá bán bên em là 8.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và những bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.